Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối ngày 15 tháng 5 của chúng tôi. Theo quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối nay đến ngày mai 16 tháng 5, miền Bắc có mưa vừa, mưa to và rồng, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và rồng, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Ngày mai 16 tháng 5, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm khoảng 3 độ C, trời mát, buổi sáng nhiệt độ Hà Nội và các khu vực lân cận đều dưới 30 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở các tỉnh thành miền núi chỉ khoảng 22 đến 23 độ C, tạo cảm giác xe lạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Hà Nội vào buổi chiều cũng chỉ khoảng 33 độ C. Còn tại Nam Bộ, 2 đến 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa trên khu vực Trung Quốc suy yếu dần, từ khoảng ngày 17 tháng 5, hình thành rãnh thấp qua Bắc Bộ nối với áp thấp nóng phía Tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ. Những nhiễu động trên gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Đặc biệt từ khoảng ngày 18 đến ngày 19 tháng 5, gió mùa Tây Nam hoạt động khiến cho khu vực mưa kéo dài. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng mai ngày 16 tháng 5. Thủ đô Hà Nội mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều mưa rào và rông rải rác, đêm mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối mưa rào và rải rác rông, cục bộ mưa vừa, mưa to, sau mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ C. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông nắng nóng, chiều tối và tối mưa rào và dài rác có rồng, cục bộ mưa vừa mưa to, sau mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C.